Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay, ngày 7 tháng 3 năm 2022. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay tăng cao nhất kể từ năm 2008 vì cuộc đàm phán Iran bị trì hoãn. Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tăng vọt hơn 8% trong phiên giao dịch sáng nay, lên mức cao nhất kể từ năm 2008 vì sự trì hoãn đối với khả năng đưa dầu Iran trở lại thị trường thế giới và việc phương Tây xem xét cấm nhập khẩu dầu Nga. Theo ghi nhận đầu giờ sáng nay, giá xăng dầu trên thế giới đối với giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng tới 8,8% lên 125,67 USD trên thùng. Theo ghi nhận vào lúc 7 giờ 15 phút, giá dầu thô Brent giao tháng 5 tăng tới 10,31% lên 130,2 USD trên thùng. Giá dầu thô tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2008 trong phiên giao dịch sáng nay. Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc thế giới đã bị sa lầy hôm ngày 6 tháng 3 sau khi Nga yêu cầu Mỹ đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt mà nước này phải đối mặt trong cuộc xung đột Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến thương mại của họ với Tehran. Theo các nguồn tin, Trung Quốc cũng đã đưa ra các yêu cầu mới đáp lại các yêu cầu của Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết cùng ngày rằng các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga không liên quan gì đến một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng với Iran. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thăm dò việc cấm nhập khẩu dầu của Nga, ông Blinken cho biết, và Nhà Trắng đã phối hợp với các ủy ban quan trọng của Quốc hội triển khai lệnh cấm của chính họ. Trong vài phút giao dịch đầu tiên hôm ngày 6 tháng 3, giá dầu Brent và dầu WTI của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008, với dầu Brent đạt mức 139,13 USD trên thùng và giá dầu WTI ghi nhận ở mức 130,5 USD trên thùng. Cả hai loại dầu đều đạt mức cao nhất vào tháng 7 năm 2008, với dầu Brent lên tới 147,5 USD trên thùng và dầu WTI thì đạt mức 147,27 USD trên thùng. Giá xăng và sản phẩm trưng cất kỳ hạn của Mỹ cũng tăng vọt theo đà tăng của giá dầu thô trong vài phút đầu tiên sau khi thị trường mở cửa hôm ngày 6 tháng 3 theo giờ Mỹ, tăng lên mức cao kỷ lục. Các nhà phân tích của JP Morgan cho biết giá dầu có thể lên đến 185 USD trên thùng trong năm nay. Nga xuất khẩu khoảng 7 triệu thùng dầu và các sản phẩm tinh chế mỗi ngày, chiếm 7% nguồn cung toàn cầu. Một số lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan từ các cảng của Nga cũng gặp nhiều vấn đề, theo Reuters. Các nhà phân tích tại Bank of America cho biết, nếu phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Nga bị cắt giảm, có thể xảy ra sự thiếu hụt 5 triệu thùng hoặc lớn hơn. Và điều đó có nghĩa là giá dầu có thể tăng gấp đôi từ 100 USD lên 200 USD trên thùng. Cũng theo các nhà phân tích, Iran sẽ mất vài tháng để khôi phục dòng chảy dầu, ngay cả khi đạt được thỏa thuận hạt nhân. Về tình hình giá xăng dầu trong nước hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc giảm mức trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau. Xăng RON trên 2 không cao hơn 26.077 đồng trên lít. Xăng RON trên 5 thì không cao hơn 26.834 đồng trên lít. Dầu diesel không cao hơn 21.310 đồng trên lít. Dầu hỏa không cao hơn 19.978 đồng trên lít. Và dầu mazut 180 CST không cao hơn là 18.468 đồng trên kg. Áp dụng mức giá bán này, tại tập đoàn xăng dầu Petrolimex niêm yết mức giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại vùng 1 và vùng 2 cụ thể. Xin mời các bạn quan sát bảng số liệu. Như vậy, tại tập đoàn xăng dầu Petrolimex, giá xăng RON 95 ở vùng 2 là 27.360 đồng, xăng RON 92 là 26.590 đồng trên lít. Với tình hình xăng dầu trên thế giới như hiện nay, dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá xăng dầu ngày 7 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.